Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu là nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nổi trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người đã làm. Nhưng chính Đức Giêsu, họ không tin họ vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Kính thưa quý cố, quý ông bà, anh chị em, đền thờ đối với người Do Thái là nơi rất quan trọng. Thứ nhất về mặt tôn giáo, thứ hai về mặt giáo dục con người biết sống với nhau. Và điều quan trọng khác là đền thờ khi đã bị quân ngoại bang quấy nhiễu thì đền thờ đó phải được thánh hiến lại. Sau biến cố lưu đày bên Babylon trở về thì đền thờ đó phải được thánh hiến lại. Ấy vậy, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những người người ta đem chiên bò vàng bạc đến đây đổi ngay ở nơi đền thờ. Và Đức Giêsu cho đó rằng họ đang làm ô uế đền thờ. Để hiểu việc làm của Đức Giêsu và việc làm của người Do Thái lúc bấy giờ thì chúng ta so sánh hai hoàn cảnh. Thứ nhất, Đức Giêsu muốn cái nơi đền thờ là cái nơi dành riêng cho Thiên Chúa, để thờ phượng Thiên Chúa, để giúp cho người ta gặp gỡ được Thiên Chúa, giúp cho người ta sống yêu thương theo luật của Chúa. Một đàng thì người Do Thái đến đây đổi tiền buôn bán, mà một đàng khác thì người ta lại rất trân trọng, muốn làm cho đền thờ là nơi linh thánh thiêng liêng dành cho Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự. Vậy mà họ để đến đó đổi tiền buôn bán ở nơi đó. Có lẽ chúng ta thấy chẳng có một đoạn Kinh Thánh nào trong mà thấy Đức Giêsu nổi giận. Tin mừng hôm nay chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu nổi giận. Nổi giận vì họ đến đền thờ, họ làm những chuyện buôn bán đổi trác ở nơi đó. Nhưng xét theo lịch sử thì chúng ta sẽ thấy việc người ta đổi theo hoàn cảnh lịch sử có lẽ cũng không sai. Thứ nhất, người Do Thái vì khi lưu đày khắp nơi muốn về đền thờ dâng hương tế lễ, thì chẳng hạn đối với chúng ta,
Nếu chúng ta ở Úc, ở đâu mà về đây thì rõ ràng chúng ta phải đổi lấy tiền Việt chúng ta mới sử dụng được. Người Do Thái ở nơi phương xa mà về muốn dâng hương, muốn dâng tế lễ lên đền thờ thì họ cầm tiền ngoại bang mà về, thì làm sao họ có thể dâng trong đền thờ được, buộc họ phải đổi tiền. Chính vì cái dịch vụ đó đẩy ra cho nên chúng ta sẽ thấy hoàn cảnh của những người Do Thái, cái lòng của họ đến muốn dâng cho Thiên Chúa những của lễ mà muốn dâng thì họ buộc họ phải đổi tiền. Nhưng việc họ đổi là do một số người đưa cái việc đổi đó vào ngay cuối nhà thờ. Cho nên Đức Giêsu cho việc đó là không được. Và Đức Giêsu ngài nói với họ, đánh đuổi họ ra, ngài bền dây đánh đuổi ra họ khỏi đền thờ. Bởi vì ngài nại vào luật tẩy uế, là luật thanh tẩy. Bởi vì khi chúng ta thấy được khi lưu hành chờ lưu đầy trở về thì họ xây dựng lại đền thờ, họ phải thanh tẩy đền thờ lại, đền thờ dành riêng cho Thiên Chúa. Vậy Đức Giêsu bền đuổi họ ra khỏi đền thờ. Họ muốn đuổi họ ra khỏi khu vực đền thờ, họ đuổi. Đức Giêsu ngài không cấm việc đó. Nhưng Đức Giêsu muốn nói cho họ rằng cái việc họ thanh tẩy đền thờ đó là một ý tốt lành để đến trước khi đến Thiên Chúa, và đồng thời họ đổi tiền, họ có của lễ dâng Thiên Chúa, điều đó tốt. Nhưng đừng đem vào đền thờ đổi như vậy để biến cái nơi thánh thiêng, nơi Chúa ngự thành nơi buôn bán, và điều đó ngài không chấp nhận. Điều thứ hai Đức Giêsu ngài muốn nói ở đây là đền thờ chính là thân thể của người. Mà muốn nói đến đền thờ thân thể của người có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngài sẽ phải chịu chết, rồi ngày thứ ba ngài sẽ sống lại. Ngài muốn ám chỉ là các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây lại. Ngài muốn nói đến đền thờ chính là thân thể của người. Nhưng người Do Thái không hiểu, lại cho một đó là một sự xúc phạm. Chúng ta thử xem ngôi nhà thờ khang trang như thế này chúng ta xây chắc cũng khá nhiều năm. Vậy mà Đức Giêsu có một anh nào đó đến bảo các ông cứ phá đền thờ này đi, tôi trong vòng 3 ngày tôi xây lại. Chắc chúng ta chẳng thể nào để yên cho con người phạm thượng như vậy. Hoàn cảnh của Đức Giêsu ngài không nói là đền thờ vật chất, nhưng ngài muốn nói đền thờ chính là thân thể của người. Thân thể của người, ngài sẽ làm cho đền thờ được tẩy uế hoàn toàn khác biệt với cách của người Do Thái. Người Do Thái tẩy uế đền thờ bằng cách ăn năn sám hối, bằng cách xin Chúa thứ tha, thanh tẩy lòng họ, rồi bằng cách họ rửa tay, bằng cách họ làm cho con người của họ rửa tay, rửa quần áo sạch sẽ để đến nơi đền thờ đó. Nhưng đối với Đức Giêsu, ngài thanh tẩy đền thờ bằng chính máu và nước của ngài đổ ra trên thập giá. Cho nên chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu muốn nói về thân thể của ngài là ngài muốn nói máu và nước đó, ngài thanh tẩy đền thờ. Từ nay nơi đó Chúa luôn luôn hiện diện, Chúa ngự nơi đó, là nơi Chúa được tế lễ cho Thiên Chúa Cha. Ý muốn nói là Đức Giêsu muốn nói chính thân thể của người. Đối với mỗi người chúng ta, khi đã được máu và nước của Đức Giêsu Kitô, Đức Giêsu Nazareth đổ ra để thanh tẩy tâm hồn và con người chúng ta, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, thì chúng ta cũng được trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần, là nơi Chúa ngự. Chính việc máu và nước của Chúa đổ ra trên thập giá đó đã thanh tẩy con người chúng ta và biến con người chúng ta trở thành đền thờ, đền thờ Chúa Thánh Thần, trở nên nơi Chúa ngự. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy việc Đức Giêsu thanh tẩy, bước vào đền thờ thanh tẩy đền thờ có giá trị cho người Do Thái, đồng thời có giá trị cho tất cả mọi người chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng.